Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Open.
bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. Và chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong nghi thức đọc nét nhà của anh Đức và chị Phúc. Trong cái khoảng thời gian gia đình có ngôi nhà, qua cái sự cố gắng làm ăn và tích trữ được một số vốn để có một cái ngôi nhà che mưa che nắng. Và hôm nay trước tiên cùng với gia đình chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho gia đình có được một số vốn để dựng nên ngôi nhà cho gia đình. Và đồng thời chúng ta xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà mới này, cũng như cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, cũng như cho mọi người chúng ta luôn gắn bó với nhau trong tình yêu của Chúa. Qua gắn bó trong cái tình yêu thì chúng ta có cái niềm vui, bình an, hạnh phúc. Thì Chúa chúc lành cho tất cả và đồng thời cũng chúc mừng cho gia đình của chị Phúc. Và giờ đây chúng ta cùng bước vào nghi thức. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm biến hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đáng ngồi thân đường. Nguyện xin Chúa ngồi đó, tôi nghe lời con thiên tha, đừng thương mến nắm u con ngày đêm, nhiều thân xác hồn tràn đầy ơn thiên. Bình an cho nhà này và mọi người trong nhà. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện xin lên Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin Người đổi thương đến ở trong nhà này, xin Người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô
hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tiền bạc ấy, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, đến gần làng các ông định tới. Người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ đàn ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang đi cùng các ông ngoài bàn. Người cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, ngôi nhà là nơi để chúng ta quy tụ mọi thành viên trong gia đình. Mỗi khi có những dịp lễ như là Tết, đó là cái sự quy tụ để rồi mọi người chúng ta biết khi làm phép nhà, thì trước tiên đó là điều chúng ta biết khi vào nhà có Chúa là chủ gia đình. Mọi thành viên chúng ta đều phó thác cho Chúa để Chúa luôn luôn ở lại ở trong gia đình, ở lại trong mỗi thành viên trong gia đình. Và khi chúng ta làm phép nhà thì mỗi thành viên khi đi đâu chúng ta cũng nhớ về ngôi nhà có Chúa hiện diện. Và khi trước khi đi ngủ chúng ta cũng nhớ đọc kinh. Và khi sáng thức dậy chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Và khi đi đâu chúng ta cũng xin Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ, nâng đỡ để chở che chúng ta trên đường được bình an. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau qua lời nguyện xin của chúng ta. Sau mỗi lời sướng, cộng đoàn đáp: lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi còn ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương người đến trong nhà này như là thượng khách và là Chúa của chúng ta. Xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bạn ái chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi gối đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Trong tâm tình cậy trông và phó thác và lòng Chúa yêu thương, giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau qua lời kinh mà Thánh Chúa Giêsu đã dạy cả thánh tông đồ cầu nguyện. Qua lời kinh này chúng ta cầu nguyện cho nhau cách riêng Thiên Chúa ban lành xuống cho ngôi nhà mới này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, xin gia cho chúng con hôm nay được thứ hàng ngày và tha nợ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cha để chúng con sẽ chưa cam dỗ thiên cuối chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin nói thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang này xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà mới này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành. Và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đứng hàng sông và hiển tri đời đời. Amen. Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu Đức Thầy Lâm Ai. Chúa đã dùng mọi nhân đức lành cùng mọi gương danh hạnh Chúa mà làm cho nhà Chúa Chúa.
Maria mẹ hiệu ngọt thay, chúng con giang sinh đến mẹ phù hộ chúng con, vì chúng con hạnh chắc con một đức mẹ hạnh hạnh lời đức mẹ chẳng sai. Chúa sẽ hiện quan sức mừng chúng con trên thánh cả dùng thửa quần bầu và hộ vợ chúng con, lại xin trao lời chúng con tặng nguyện vào tay thánh mẫu Maria. Vâng lời cho Đức Chúa Giêsu Kitô, Amen. Giêsu Maria Giuse. Giêsu Maria Giuse. Xin ba đến giúp con trong kỳ long tử. Giêsu Maria Giuse. Xin cho con đang chết bằng ngang trong tay ba đứng. Giêsu Maria Giuse. Phù hộ cùng cư dân chúng con, Amen. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng anh chị em, và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta, để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sang danh Chúa. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Khi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho ngôi nhà mới này và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đặt sang nơi Cha thì đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin quên để chúng con ra chưa cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự lan. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha biết tác vô cùng những năm trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi nghe Đức Chúa Thánh Thần mọi người xuống thai sinh với bà Maria đồng trên. Chiều nay đời quan phong si ô phi la tô. Chiều lâm kinh trên cây thánh giá dẹp và thánh xa. Xuống một câu tông ngày thứ ba ở trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha bế tắc vô cùng. Ngày sau lâu trời lại xuống văn xe kẻ sông và kẻ trên. Hồi tình kinh Đức Chúa Thánh Thần. Hồi tình có hỏi thánh hẳn có hợp. Các tên này ra thánh thống công. Tôi tìm phép tha tội, tôi tìm sáng đời người ngày sau sống lại. Xin hạ sống về, Amen. Xin con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên xuống nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lên như dễ vô cùng, Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng chiên. Đón con chung tiếng nga, chung tâm lòng, chung đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh. Mẹ chính là nữ vương, là trần sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn. Ta chỉ đã với tương lai đấng thiên thần con cương quyết dẫn đi tới chấm lên mẹ làm gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng chiên. Đón con chung tiếng nga, chung tâm lòng nhân đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền quyến. Mẹ chính là nữ vương, là trần sư, là mẹ con. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chăm đỡ con. Chẳng để con sống đời đời mà lại sinh ra. Để con cho con đang làm người cùng hành điện như con hành che chở con lại cho ngôi hành xuống thế. Lời cho con đàn đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chiếm nhiều ơn nhiều phép hoài thánh nước mà đã cho phần xác con. Qua ngày hôm nay đàn mọi sự đàn lại cứu lấy con theo phai sức tươi ăn năm tôi chân kỳ.
lên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào vì con cũng hiệp cùng ca thánh mẹ tình cho Chúa con cùng ca mẹ như vậy ca mẹ xin con sống cậy ra thân đức mẹ Chúa Trời xin chia sẻ Chúa với đời xin con nguyện cho con dân nam thiên thông đức lưu động trên hiện vinh sáng lan Chúa chúng con cho khỏi sự dữ amen Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trên cửa thánh cửa tình cho thánh Đức Bà Maria. Hầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giêsu sẽ là bạn thân chân Đức Bà Maria trọn đời đồng xuyên. Hầu cho chúng con. Lạy ba thánh từ đầu Việt Nam. Hầu cho chúng con. Tự vương ban sự bình an. Hầu cho chúng con. Như nhân sa và con và thánh thần. Và chúng ta chúc mừng cho gia đình anh chị một tràng pháo tay. Cha với anh chị cô bác anh chị em ở đây đều có việc thân đồng với chúng con xin Chúa trả công cho cha và anh chị em có mặt ở đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.